Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương vừa tổ chức lễ trao giấy đăng ký cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử cho 5 đơn vị đủ điều kiện cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử tại Việt Nam. Hợp đồng điện tử giúp doanh nghiệp chuyển đổi từ ký kết truyền thống sang ký kết điện tử để có những giá trị hiệu quả, tối ưu chi phí và có tính bảo mật cao. Để đảm bảo tính khả dụng của hợp đồng điện tử, Bộ Công Thương đã triển khai trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam từ tháng 6 năm 2022. Dịch vụ này dù không lưu trữ nội dung hợp đồng nhưng vẫn có thể đảm bảo chủ thể tham gia ký kết, đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu, khả năng tra cứu, xác thực, hỗ trợ giải quyết tranh chấp, đảm bảo giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử khi làm việc với bên thứ ba, bao gồm ngân hàng, đối tác, cơ quan giải quyết tranh chấp. Thông qua trục phát triển hợp đồng điện tử, các hợp đồng sẽ được chứng thực với dấu tích xanh của Bộ Công Thương, đảm bảo tính bảo mật và xác thực toàn vẹn, chống chối bỏ. Đây cũng là một trong những cái nội dung mà Bộ Công Thương hướng đến là triển khai để hỗ trợ cũng như là thúc đẩy cái thị trường cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử Việt Nam. Tại vì theo cái quyết định số 79 về chuyển đổi số quốc gia hay là quyết định số 411 về chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số xã hội số đến 2025 và tầm nhìn đến 2030 thì các doanh nghiệp ứng dụng đến 2025 thì các doanh nghiệp sẽ ứng dụng khoảng 80% các doanh nghiệp sẽ ứng dụng hợp đồng điện tử và đến 2030 thì 100% các doanh nghiệp ứng dụng hợp đồng điện tử. Do vậy chúng ta phải có những cái giải pháp vừa là công nghệ vừa là chính sách để thúc đẩy cái lĩnh vực này phát triển. Và Bộ Công Thương đã triển khai cái trục CK để kết nối các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử để giúp cái hoạt động chứng thực và chứng thực chéo được đảm bảo và gắn với cái dấu thời gian để đảm bảo những cái chữ ký có giá trị lâu dài và xác thực được lâu dài. Được Bộ Công Thương đánh giá thẩm định và xác thực cũng như là cấp cho MISA một cái giấy phép thì các cái hợp đồng điện tử mà khách hàng giao dịch trên cái nền tảng đó để họ ký các hợp đồng điện tử của mình sẽ được đánh dấu tích xanh thì điều đấy nó sẽ mang lại một cái giá trị pháp lý và nó có độ tin cậy cao hơn rất là nhiều và giúp cho các cái doanh nghiệp mà hoàn toàn có thể yên tâm trong các cái thỏa thuận giao dịch giao kết kinh doanh thông qua cái hợp đồng điện tử. Trong bối cảnh toàn cầu hóa cùng sự phát triển vượt bậc của các nền kinh tế số, việc bảo mật thông tin và đảm bảo tính toàn vẹn của hợp đồng trở thành mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức. Những doanh nghiệp được trao giấy xác nhận đăng ký cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử không chỉ đại diện cho sự phát triển của lĩnh vực chứng thực hợp đồng điện tử, mà còn đóng góp một phần không nhỏ vào vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy kinh tế số và toàn cầu hóa. Hiện nay khi mà có cái việc là xác thực từ cơ quan quản lý nhà nước là Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số của Bộ Công Thương thì nó sẽ đảm bảo các cái vấn đề về pháp lý, chống cái chối bỏ cũng như đảm bảo được tính toàn vẹn của các cái hợp đồng, đảm bảo được quyền lợi của các cái bên khi mà có cái tranh chấp xảy ra. Trong cái thời gian vừa qua liên quan đến cái việc an toàn bảo mật thì chúng tôi áp dụng nhiều các cái giải pháp khác nhau. Trước tiên là chúng tôi áp dụng các cái việc là đăng ký theo cái quy định của pháp luật. Thứ hai là chúng tôi áp dụng các cái công nghệ mới như là blockchain để mà đảm bảo cái việc là chống chối bỏ, cũng như chúng tôi áp dụng những các công nghệ mới đem lại cái sự tiện lợi cho khách hàng liên quan đến vấn đề sinh trắc học. Trong cái quá trình quản trị vận hành chúng tôi cũng lấy đầy đủ các cái giấy chứng chỉ về cái tiêu chí quản trị vận hành theo các cái tổ chức giấy chứng nhận theo cái tiêu chuẩn là 27.000 của tổ chức tiêu chuẩn quốc tế. Cái việc ra chứng nhận này có cái chứng chỉ đầy đủ từ đấy rất là quan trọng cho cái việc ở giai đoạn chuyển đổi số cho các doanh nghiệp cũng như là các cái lĩnh vực tài chính, ngân hàng hay là bảo hiểm. Đây là sao? Vì là tạo cái hành pháp lý và cái tin cậy cho cái việc giao dịch giữa B2B và B2C. Đấy, ở đây này nó tạo cái gọi là cái cơ sở pháp lý cũng như là cái việc tính đảm bảo toàn vẹn cho cái việc giao dịch trong quá trình kinh tế số, thời số đang phát triển phát như này. Việc triển khai giải pháp này của Bộ Công Thương nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức về tính bảo mật thông tin và đảm bảo tính toàn vẹn của hợp đồng trong bối cảnh toàn cầu hóa và phát triển mạnh mẽ thương mại điện tử và kinh tế số tại Việt Nam. Tính đến nay, đã có 10 tổ chức chứng thực hợp đồng điện tử được Bộ Công Thương xác nhận về giải pháp chứng thực hợp đồng điện tử an toàn, bảo mật, đặc biệt là giúp kết nối các nền tảng công nghệ, các hạ tầng số tin cậy của chính phủ đến các doanh nghiệp, tổ chức, người dùng thực hiện các giao kết điện tử.